chào cả nhà. Mình đang ở trên độ cao 3.700-3.800 chưa đến 4.000. Đáng lẽ là kế hoạch là mình đi bộ lên tới đó. Hôm nay mình đã đi lên tới đó nhưng mà mình còn có một cái đoàn họ mới tới đây phải chạy về. Ở đây là những cái dãy núi cao khoảng chừng 7.000 mấy. Bạn thấy những cái dãy núi mà trắng trắng. Go up over here, thank you. Là nó khoảng chừng 7.000 mấy, 8.000 nhưng không cao bằng đỉnh Everest. Thì tụi mình sẽ cất cánh ở đây lấy gió và thermal, có nghĩa là đường khí nóng nó đỡ nắng nó lên á, quay lên sau đó rồi bay về cái thung lũng ở dưới đây. Nói chung là phải qua một vài cái núi dưới đó, bay tuốt ở dưới đó đó thì coi cái feeling, tại vì đi phải 2 ngày, mọi người phải đi 2 ngày mới lên tới đây. Bay đó chắc từ đây đến đó bay cũng không cần làm gì, 1-2 tiếng là rất là dễ dàng. Rất là hạnh phúc để đứng ở đây. Và sớm thôi mình sẽ có nữ phi công người Việt Nam bay với đỉnh Everest ha. Ước mơ lớn nha. Cảm ơn mọi người, chào cả nhà. Thank you. Đây thì xin mời chị Hến và anh Michael. Yeah. Chạy bộ đã mang đến tình yêu và hôn nhân. Chia sẻ về cú lời thế kỷ. Không biết mấy bạn biết á là Hến cho anh Michael có một giải Đà Lạt Ultra Trail chạy 100 cây, thì khoảng 20 mấy cây là bắt đầu gặp anh Michael. Oh. Yeah. Thì 20 mấy cây là Hến bị chập cổ chân á, bị chấn thương thì rất là đau, mà lúc đó 100 cây xuất phát lúc 10 giờ đêm. Mà trời đó, bữa đó mưa rất là nhiều, mà nguyên một đêm luôn. Thế là bạn biết đó, mà nếu mà mình chạy không có chung pace, không có chung tốc độ á, là rất là khó để đi với nhau. Vậy mà anh Michael lần đầu tiên gặp nhau là anh đi nguyên một đêm đến sáng luôn. Hai đứa đi chung với nhau đến sáng luôn. Thì mà có chạy không hay là mà đấy? Không, nói được nghe không? Nói thiệt sự là lúc bất đó biến động. Lúc đó là bạn biết rồi đó, nguyên một đêm tụi mình không ngủ á, là mắt mình một đêm không ngủ. Một đêm không ngủ. À, một đêm không ngủ là thực ra rất là xấu, dơ và hôi. Nó rõ ràng là như vậy, mình đứng gần nhau không chịu nổi nữa. Dân ông cha, dân treo là rất là không có giống như từ siêu rinh nào. Bây giờ chạy rất là khác. Mặc dù em chạy xong vẫn còn đẹp, mà nguyên một đêm sáng mình mới suy nghĩ là đến sáng mới gặp, mới nhìn thấy ảnh. Tại nguyên đêm mình nói chuyện thôi thì mình mới nhìn thấy ảnh ok. Và sau đó 1 năm mình mới quay lại mình hỏi ông xã. Cái lúc đó lần cái đêm đầu tiên mình gặp nhau, anh nghĩ anh có cái động lực nào mà anh đi với em nguyên một đêm như vậy? Thấy không? Mình phải có một cái... em. Cái đó cũng rất là mỗi câu mà mình cũng suy nghĩ trong đầu mình. Ôi vậy là ok. Đúng rồi. Hoặc là một cái cảm xúc gì đó có thể chờ chạm bạn sẽ nhìn mình đẹp hơn hay gì đó, mình suy nghĩ như vậy. Thường là vậy, đàn ông là thường là yêu vì có thể là cái đôi mắt này nọ, nhưng đêm đó là chỉ nói chuyện với nhau là đôi tay thôi. Thì sau 1 năm khi mà mình ngồi ở trong vườn ớt á, mình nói chuyện với anh á, thì mấy bạn biết mình có 3 dòng ớt, trong đó có một dòng ớt là đang đứng cây thứ 6 của thế giới, gọi là ghost pepper. Đó là mình đặt tay là cây như quỷ. Thì lúc đó anh mới nói là thật ra nguyên đêm đầu tiên anh chạy với em là chẳng qua anh sợ ma quá. Vậy có nghĩa là chị Hến ơi, không phải nha, vậy có nghĩa là chị Hến còn hơn cô ma nữa. Ma còn sợ Hến lúc đó. Đây. Đêm đó mình bám theo cô này, thì cô này đêm đó đang đau, lặn cổ chân. Khi mà đau thì mình sẽ rên. Mình bảo đảm cho mấy bạn đi với Hến này trong cái đường núi. Con đi mà nghe siren ma cũng hại người ta. Đi với người này. Kết tìm tên. Không ma thì chạy hết. Vừa là mùi này, vừa là hình ảnh, vừa là tiếng rên. Anh Tony ơi, anh còn nhớ cái tiếng rên đâu, Tony chia sẻ cái tiếng rên. Nghe như chị ám ảnh, nó nhớ thôi. Nếu mà bây giờ mấy bạn suy nghĩ tại sao không bao giờ thấy Michael đi trail một mình, đó là lý do là tại mà không bao giờ đi một mình ban đêm đâu. Ở Đà Lạt đó, nghe hồi đó biết những người bị vấn đề đó được. Trong rừng, có người đang đi một mình cảm giác uống cà phê không?
có câu này là ông ai tới rủ mình đi đâu. Mình sao bây giờ đi chơi một mình đâu. Đây là như chạy bộ xong bắt đầu là vừa có tình yêu mà vừa khởi nghiệp được đúng không? Đúng rồi. Mà vừa hết chả ma nữa. Mà vừa hết chả ma. Ủa chưa nào. Có cô ấy thì mình không sợ. Đó, không sợ à. Đó là thật sự mình không nhục của đó là. Em sẽ cố gắng phấn đấu chạy thật nhiều để em lấy chồng. Nhưng mà nhớ chạy ban đêm. Nhớ mày có tiếng kêu. Đừng kêu nhẹ chưa. Rồi cái mình chạy ban đêm á, mà thấy cái anh nào thấy được được mà trước á, đừng có dí theo, anh tưởng là ma chạy. Cái lên thôi đúng không? Mà chắc cũng đừng có lên quá, này cái trường hợp đặc biệt. Không thốt nên ở chân rừng mà vắng thôi chứ ở thành phố là thích mà cặn có cặn để mấy con khác chạy được. Em hỏi xong một thứ nữa nha, tức là tôi kinh doanh ở sau em thấy lớp đèn tay á tài trợ cũng giảm chạy rất là nhiều. Vậy khi mà tham gia cộng đồng chạy bộ, anh chị làm thương hiệu cho cộng đồng chạy bộ thì anh chị có thấy cái mức độ lan tỏa nó cao không? Thật ra cái lúc mà mình bắt đầu do hai đứa đến với nhau vì chạy bộ, vì yêu thể thao nên nó cũng nghĩ thật ra tương ớt nó không có là không, nó không có liên can gì về những cái sản phẩm mà để giúp cho thể thao hết được. Chỉ có điều là tương ớt của mình là heo thì thôi, nó không có những cái chất bảo quản hay nè, đại khái là heo thì mình đến với thể thao. Nhưng mà còn là cái lúc mà mình bắt đầu mình bán cho tương ớt đầu tiên á, là mình yêu cầu người ta phải có chất lớp 10 km để mua được ra tương ớt. Thì vô tình nó rất là lan tỏa, bởi vì á là khi mà mua được chai nước, có người nói là bây giờ người ta mua 1 chai, ta mua 3 chai có giảm giá không, thì mình nói ok 10 chai 10 cây, mà 3 chai 21 cây, 9 cây. Vậy đó là mua rất là lan tỏa. Thì vô tình mình không có bán tương ớt mà mình bán dopamine. Ok rất tuyệt vời. Nhưng mà hiện nay tương ớt Bùi Hến đang đánh vào một cái trend nữa là gì? Các runner đám cưới làm quà tặng rất là nhiều. Mà không phải runner không? Tại vì cái tên thương hiệu thì làm quà tặng trong tiệc cưới rất là hợp. Đúng rồi. Đang quyết á. Tên rất là đẹp. Tặng được tặng hơn 800 quà. Cần tới thôi. Cần tới. Chuẩn bị bây giờ đang quyết đang chuẩn bị cái da xét quà. Dạ. Xét quà cưới tặng lại cho khách mời về á. Mình là lớp inspire mà tình yêu và gia vị, ở đâu cũng phải có tình yêu và gia vị nó mới phát triển được chứ. Cái đó là cái câu cái đó về kiểu là kinh doanh á, thì mình giải thích một chút thôi. Tại hai vợ chồng có hai người nhóm khác nhau, chắc chắn mấy bạn mới là mấy anh chị ở đây tham gia CEO owner là để network, bán có giới hạn tiêu của mình để network làm nhiều hơn, nhiều và trong cái network đó mình có hai cái cạnh được là những bạn cùng suy nghĩ là về kinh doanh hay về thể thao, hai nữa là để cho mọi người biết mình đang làm cái gì. Thì lớp Spicer của cộng đồng chạy bộ thì mọi người nghĩ là ngăn rồi chứ không ăn ớt nhiều, nhưng mà nó là cái cơ hội để cho mình ta biết về mình, đang có một cái thông tin mình truyền cho một người truyền cho hai người, xong nó lan so có cơ hội để mình có xài cái từ này, mình có thể mấy bạn hiểu rõ hơn khi mình nói về cái từ sale, thì mình có cơ hội mình ra mình cho ta biết mình là ai. Tại vì cộng đồng chạy bộ unique mà những người phong trào cũng nhiều,
ra mấy cái giải 50 cây đó, mấy ngàn người không à. Cái đó là cơ hội rất là lớn với mấy bạn kinh doanh. Mình nghĩ là nó là dân ăn cay, dân chạy bộ nhanh không ăn cay. Mình đâu có, mình đang tiếp cận những người mình đang mới vô trải nghiệm mới được mới. Đó là về mấy bạn là dân kinh doanh. Em vẫn ăn cây, em ăn cây anh hết và tốt nhà chị em còn con. Vì em nghĩ là quá trình mà chị, tại vì em thấy là quá trình lúc mà chị trồng ớt và ra sản phẩm em đều biết hết, tại vì em kết bạn chị lâu rồi mà. Không biết nhưng mà thật sự mọi người cứ nghĩ là ớt nó nguy hiểm, nhưng thật sự nếu mình biết cách sử dụng ớt phù hợp nó lại tốt. Tại vì trong ớt nó có nhiều vitamin, có sức đề kháng rất là cao, mà mọi người biết. Mà mình ăn vừa vừa thôi, nhưng mà em là ăn cơm thì ớt nó bị nhiều. Mà em là người bị gọi là huyết bao tử, là thấp thụt luôn á. Nhưng em vẫn thấy ớt bình thường. Thứ nhất là mình ăn cơm, đừng ăn không quá. Mình phải ăn cơm thay chia xong mình có rồi lót, mình ăn vô cây vừa phải. Chứ mình đừng nghĩ là ớt là không tốt. Tốt chứ. Cho nên là ớt nó tốt, nhưng mà đặc biệt tại vì hiện tại bây giờ các doanh nghiệp đó, họ đẩy rất nhiều bút cái cho cái nhân viên của mình lên bằng cái chạy bộ. Mình thấy chạy bộ là một cái môi trường rất là tiềm năng cho mình kết nối. Còn nếu mà kinh doanh được hay không thì không biết, nhưng mà cái việc mà kết nối mở rộng mối quan hệ của mình thì chạy bộ là một cái môi trường rất tốt. Có lát nữa có đặt. Hôm nay á, mình muốn cho cả nhà coi đây là cái bộ đồ của Nepal. Mỗi lần người ta đi Phật thi đám cưới rồi đó, mình đã sắm được một bộ đồ như vậy ở dưới thành phố lên chiều hôm qua. Thì bây giờ mình sẽ nhảy cái điệu nhảy của Nepal nha. Ok, music on. Like this. Dễ lắm, cứ vậy nè. Xin cảm ơn anh chị ạ. Rồi mời anh Long lên chụp hình cái hông Super KOL gì là phải làm liền. Rồi mình làm liền cái đi. Thôi để cho chị vô chứ không thể chị. Nhưng mình nói là phải làm liền nha anh ơi cô. Kết nối liền. Hết quá. 1 giờ làm sao phải quán mì dồn dồn. Phải hến mới được nha. Không, vài bữa đi dồn nha. Ok.